Tại hội nghị phát triển thị trường chứng khoán năm 2014 diễn ra tại Hà Nội vào cuối tuần qua, một báo cáo cho thấy giá trị giao dịch trung bình trên thị trường chứng khoán Việt Nam chỉ đạt khoảng 88 triệu đô la ngày. Đây được xem là mức thấp nhất trong khu vực Đông Nam Á. Giá trị giao dịch trung bình trên thị trường chứng khoán Việt Nam hiện mới chỉ có 88 triệu đô la một ngày, trong khi Thái Lan là 1 tỷ rưỡi đô la một ngày, Malaysia là 625 triệu đô la, Indonesia là 528 triệu đô la và Philippines là 426 triệu đô la. Chủ tịch Hội đồng Quản trị Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, ông Trần Đắc Sinh nhận định tại hội nghị rằng chính vì thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn quá nhỏ bé so với mặt bằng khu vực nên vẫn chưa thu hút mạnh các nhà đầu tư nước ngoài. Theo số liệu Bloomberg công bố vào cuối năm 2012, giá trị vốn hóa của thị trường Việt Nam cũng không cao, chỉ vào khoảng 45 tỷ đô la tổng cộng cả hai sàn, trong khi Thái Lan là 460 tỷ đô la, Indonesia là 427 tỷ đô la, Philippines là 186 tỷ đô la. Các chuyên gia cũng nhìn nhận thị trường chứng khoán Việt Nam hiện còn khá đơn điệu và thiếu nhiều loại sản phẩm hấp dẫn nhà đầu tư.